Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 2013, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại các vùng biển gần khu vực quần đảo Hoàng Sa khi vùng áp thấp tại đây vẫn đang hoạt động mạnh và có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và ngư dân trên biển. Sự thực về que thử giới tính thai nhi, một loại sản phẩm đang được giao bán tràn lan trên mạng mặc dù chưa được kiểm định về chất lượng sản phẩm. Thiếu lao động ảo và những hệ lụy đáng lo ngại đối với doanh nghiệp và người lao động. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị có cuộc gặp ba bên xung quanh vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Bầu cử Tổng thống Iran, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng cử viên ôn hòa Hassan Rouhani đang tạm dẫn đầu. Thưa quý vị, mở đầu là những thông tin về thời tiết. Hiện các vùng biển trên cả nước đang chịu thời tiết xấu khi chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp và sự hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, thời tiết rất xấu, ngư dân đi biển cần tìm nơi tránh trú an toàn. Hồi 13 giờ trưa nay, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 19 đến 20 độ Vĩ Bắc, 111,2 đến 112,2 độ Kinh Đông. Mặc dù vẫn hoạt động loanh quanh ở vị trí này, song có thể mạnh lên thành một áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít di chuyển hoặc di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc. Ngư dân đang hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, cần chú ý đề phòng bởi thời tiết xấu có mưa dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc xoáy, gió giật mạnh và biển động. Các vùng biển phía Nam dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của vùng áp thấp, nhưng gió Tây Nam có cường độ mạnh lên, nên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông lốc xuất hiện ở nhiều nơi. Những ngày qua, người dân ở các xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh hết sức lo lắng khi hàng nghìn con cá chẽm nuôi trong lồng bè bị chết hàng loạt. Đây là loại cá tương đối mới có giá trị đầu tư cao. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thời tiết nắng nóng, cộng với việc người dân chưa có kinh nghiệm phòng trừ dịch bệnh. Hơn 1.000 con cá chẽm đã được thả nuôi cách đây gần một tháng ở xã Thạch Đỉnh đã chết đến 80%. Theo người dân thì không rõ nguyên nhân dịch bệnh, nhưng cá chết đều có dấu hiệu biếng ăn và di chuyển chậm. Mô hình nuôi cá lồng bè trên sông Cửa Sót của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, huyện Thạch Hà có tất cả 20 hộ nuôi. Nay hiện tượng cá chết đã xuất hiện tại lồng bè của 7 hộ nuôi gây thiệt hại nặng nề. Trước tình trạng trên, cán bộ chuyên môn của địa phương đã xuống các hồ nuôi và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Cá chẽm là đối tượng nuôi mới của ngành thủy sản Hà Tĩnh nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, hiện tượng cá chết hàng loạt gây hoang mang cho người nuôi bởi dịch bệnh chưa có giải pháp để điều trị. Trước diễn biến phức tạp của tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa chỉ đạo tăng cường phối hợp với thanh tra chuyên ngành kiểm soát tận gốc các sản phẩm liên quan đến nông sản trước khi đưa ra thị trường, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tháng 5, các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã trực tiếp kiểm tra lấy mẫu kiểm nghiệm các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm được dư luận quan tâm. Trong đó đáng chú ý là ngành chức năng đã phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu Andicacao trong gừng Trung Quốc cao hơn so với quy định của Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Trong tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, từ ngày 20 tháng 4 đến 15 tháng 5, kết quả thanh tra của ngành cho thấy 17 trên 25 bếp ăn tập thể, siêu thị, cơ sở chế biến nông sản tại 9 tỉnh thành chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trước tình trạng trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành của Bộ phải phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản cùng các hiệp hội ngành hàng lấy mẫu đánh giá các mặt hàng không đảm bảo chất lượng và nguy cơ mất an toàn thực phẩm cao như cá tầm, cá chê, cá quả nhập lậu, tình trạng bơm nước vào thịt gia súc, phân bón giả, đồng thời công khai các cơ sở vi phạm, kiến nghị tăng chế tài xử phạt nhằm chấn chỉnh tình trạng này. Sáng nay, Bộ Y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết. Hàng trăm người dân thủ đô đã tham gia hưởng ứng sự kiện này. Mục đích của lễ meeting nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và đẩy mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia trong việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại các nước trong khu vực, để hướng tới một cộng đồng ASEAN không còn sốt xuất huyết. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trên thế giới có khoảng 2,5 tỷ người sống trong vùng sốt xuất huyết lưu hành. Việt Nam nằm trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sốt xuất huyết. Ước tính ở Việt Nam có khoảng 3/4 tỉnh thành có dịch sốt xuất huyết lưu hành. Trong khi đó, chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 cho đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đã là hơn 13.000 trường hợp và 10 trường hợp tử vong.
Điều đáng nói, mặc dù sốt xuất huyết đã lưu hành ở Việt Nam từ rất lâu, nhưng đến nay thì nhận thức của người dân về vấn đề phòng bệnh vẫn còn rất hạn chế. Thưa quý vị, gần đây trên một số diễn đàn mạng đã xuất hiện một loại dịch vụ mới, đó là mua bán que thử giới tính thai nhi. Trên thực tế, đây là sản phẩm chưa được kiểm chứng chất lượng bởi bất kỳ một cơ quan chức năng nào và thậm chí là còn bị cấm lưu hành trên thị trường. Nhiều chuyên gia y tế lo ngại việc mua bán và sử dụng que thử giới tính thai nhi nói trên đang là một trong những nhân tố dẫn đến tình trạng nạo phái thai ngày càng gia tăng ở nước ta hiện nay. Phóng sự do nhóm phóng viên kênh VTC14 thực hiện. Một bé trai kháu khỉnh, không chỉ hạnh phúc vô bờ mà nó còn là bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của bà mẹ trẻ này. Bởi thời điểm mang thai 6 tuần, cũng vì tò mò, chị Phương đã dùng que thử giới tính thai nhi được rao bán trên mạng. Kết quả ban đầu khi tôi thử thì là lên bạch màu hồng, tức là cho là con gái. Thế. Nhưng đến khi mà được 18 tuần thì tôi đi siêu âm lại, thì lại là con trai. Tôi cũng băn khoăn cũng chưa biết được là tin theo cái nào, thì để thêm một thời gian nữa. Thì đến khi mà sinh ra thì lại ra một thằng cu như thế này. Chỉ cần gõ cụm từ que thử giới tính thai nhi trên một trang tìm kiếm, có thể cho ra hàng trăm kết quả chỉ trong chưa đầy một giây. Liên hệ tới số điện thoại rao bán mặt hàng này, người bán cho biết có thể cung cấp với số lượng lớn. Theo như lời quảng cáo thì hiện có hai loại thiết bị thử giới tính thai nhi phổ biến là GenderMaker và IntelliGender đều xuất phát từ Mỹ dành cho tuổi thai 6 tuần và 8 tuần. Nhiều sản phụ đã đặt chọn niềm tin vào sản phẩm này, dù chưa biết độ chính xác, an toàn của nó đến đâu. Với một cái que thử mà không hề biết xuất xứ, không hề biết nguồn gốc, không hề biết là ai nhập về, không biết là cái sản phẩm đấy có đúng hay không, thì làm sao mà ai dám nói rằng đấy là cái que thử tốt được. Việc xác định giới tính thai nhi đã bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Ngoài ra, hiện chưa có bất cứ cơ quan chức năng nào ở nước ta tiến hành kiểm chứng về độ chính xác của que thử giới tính đang được rao bán trên mạng. Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ khi Sở Y tế Hà Nội phát hiện và xử phạt phòng khám 112 dịch vọng có bán loại que thử này cho khách hàng qua mạng với giá 1 triệu đồng. Cái test này là không rõ nguồn gốc xuất xứ, không rõ độ an toàn, nó làm sao? Nó không được cái cơ quan nào của nhà nước là thẩm định chất lượng, vì vậy nó sử dụng nó sẽ không chính xác. Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc rao bán que thử giới tính sẽ làm bùng phát nạn nạo phá thai khi giới tính được xác định qua một loại que thử. Nhiều đứa trẻ đã, đang và sẽ không có cơ hội chào đời chỉ bởi một cái que vô tri vô giác và thiếu tin cậy. Xăng đã tăng giá hơn 400 đồng một lít, bắt đầu từ tối ngày hôm qua 14 tháng 6. Như vậy là hiện mức giá của mặt hàng thiết yếu này đang là 23.756 đồng một lít. Giá dầu diesel cũng tăng lên với mức giá là 21.471 đồng một lít, thay vì mốc 21.250 đồng một lít như trước đây. Dầu hỏa và dầu mazut chưa được phép tăng giá. Cùng với việc cho phép doanh nghiệp tăng giá, Liên Bộ Tài chính Công Thương cũng thống nhất điều chỉnh mức trích quỹ bình ổn. Theo đó giảm từ 400 xuống 300 đồng đối với mỗi lít xăng dầu diesel. Đây là lần tăng đầu tiên của giá xăng kể từ cuối tháng 4 năm 2013 sau 3 lần giảm liên tiếp. Trước đó, giá mặt hàng này từng leo lên đến mức kỷ lục là 24.580 đồng một lít vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, do thị trường thế giới hạ nhiệt sau đó, giá xăng dầu trong nước đã có cơ hội được điều chỉnh giảm. Thưa quý vị, sau vụ cháy nghiêm trọng ở cây xăng Trần Hưng Đạo vừa qua, Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo di rời ngay các trạm xăng, kho xăng dầu, hóa chất, cửa hàng xăng dầu hóa chất không bảo đảm quy định ra ngoài quy hoạch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra thường xuyên công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các đơn vị, địa điểm kho hàng kinh doanh xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, những cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, phối hợp với Sở Công Thương trong việc quản lý cấp phép kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ, kịp thời đình chỉ kinh doanh không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, chỉ đạo di rời ngay các trạm xăng, kho xăng dầu hóa chất, cửa hàng xăng dầu hóa chất ở những địa điểm không đảm bảo quy định ra ngoài theo quy hoạch đã được phê duyệt. Yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô rà soát các cửa hàng xăng dầu đang quản lý, điều chỉnh chức năng chỉ thực hiện cấp phát xăng dầu cho các đơn vị quân đội, hạn chế việc bán lẻ xăng dầu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo rà soát kiểm tra các trạm bán xăng dầu và có văn bản kiến nghị đình chỉ di rời ngay các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng gần sát các khu dân cư, cơ sở sản xuất.
Hiện nay thị trường lao động đang tồn tại một nghịch lý, đó là trong khi số lao động mất việc ngày càng tăng thì vẫn có không ít doanh nghiệp lại kêu thiếu nhân công và sẵn sàng thông báo tuyển dụng ồ ạt lao động phổ thông không giới hạn. Đây được nhìn nhận là hiện tượng thiếu lao động phi thực tế hay còn gọi là thiếu lao động ảo do chính doanh nghiệp và người lao động gây nên chứ không phản ánh đúng thực tế nhu cầu lao động. Điều đáng bàn là tình trạng thiếu lao động ảo này khiến cho người lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu thực sự lại gặp khó khăn, trong khi thị trường lao động thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ổn định, nhiều biến động. Phóng sự sau đây sẽ trả lời được một phần các câu hỏi này. Mặc dù đang có một công việc ổn định, song hàng ngày sau khi đi làm về, anh Nguyễn Văn Huy vẫn ghé vào bảng thông tin tuyển dụng trước cổng khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội để tìm việc mới. Lương thấp là nguyên nhân khiến những công nhân như anh lúc nào cũng có tâm lý nhảy việc. Vì cái mức lương trong công ty thì thực ra mình thì cũng làm 9 năm rồi, nhưng mức lương thu nhập nó vẫn thấp. Bây giờ lại có gia đình với con cái vào, đâm là đang tìm việc của công ty nào nó lương đậu nó khác hơn. Những lao động đến đây tìm việc như anh Huy càng có thêm động lực để chuyển việc, khi tại đây không thiếu những thông báo tuyển dụng đầy mời gọi, hấp dẫn. Thậm chí nhiều doanh nghiệp còn sẵn sàng tuyên bố tuyển không giới hạn, lương cao, nhận hồ sơ quanh năm. Tuy nhiên, thực tế để xin được việc vào thời điểm này thì không hề dễ dàng. Xin khó đấy. Vì sao? Mức độ cạnh tranh bây giờ càng ngày càng nhiều. Học sinh ra trường mỗi năm một nhiều, công việc càng ngày càng khắt khe đấy. Theo Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội, các doanh nghiệp hiện nay khát lao động có trình độ tay nghề cao, chứ lao động phổ thông thì đang dư thừa. Bằng chứng là trong quý 1, lượng lao động này đến đăng ký thất nghiệp vẫn ngày một đông. Do đó, việc nhiều doanh nghiệp đăng tuyển lao động phổ thông rầm rộ liên tục như vừa qua dường như không phản ánh đúng nhu cầu thực tế. Phần doanh nghiệp thì cũng cứ đẩy lên, như tôi nói lại lúc nãy, là cứ đẩy lên cái con số lượng tuyển dụng rất là lớn, nhưng thực chất vấn đề ở đây chúng ta đi tìm hiểu thì lại không hẳn là tôi tuyển để tôi làm việc phục vụ tại thời điểm này. Thì chính việc đó là tạo ra một cái thị trường nó hơi gọi là ảo về cái chỉ tiêu tuyển dụng. Các doanh nghiệp thì lý giải vì lao động phổ thông nước ta ý thức hạn chế, tính chuyên nghiệp không cao nên doanh nghiệp thường phải đăng tuyển với số lượng lớn để dự phòng trong trường hợp công nhân ồ ạt rủ nhau nghỉ việc. Thì tất nhiên là đăng thế thôi, nhưng mà thực sự là tuyển dụng thì có khi nộp hồ sơ vào cũng không để dự trữ đấy thôi, chứ cũng chưa chắc đã tuyển. Bản thân doanh nghiệp khi đang tuyển dụng khống như vậy có lẽ cũng không nghĩ rằng việc làm này của mình vô tình càng khuyến khích tâm lý muốn nhảy việc của người lao động. Việc tuyển dụng ảo này không chỉ gây khó khăn cho người lao động mà còn kéo theo nhiều hệ lụy cho chính doanh nghiệp. Một khi doanh nghiệp ồ ạt tuyển dụng, lao động sẽ đua nhau nhảy việc. Điều này khiến doanh nghiệp khác thiếu hụt lao động và lại tiếp tục đăng tuyển. Cái vòng luẩn quẩn này khiến cho cả thị trường lao động rơi vào cảnh bất ổn. Khi mà lao động biến động nhiều thì sẽ gây ra một cái làm nhiều khi làm vỡ cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mà doanh nghiệp không chủ động được cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì vậy là đây là cái tác động rất là xấu tới cái doanh nghiệp. Thế còn đối với này thị trường lao động thì rõ ràng là cái vấn đề tuyển lao động ảo cũng tác động là rất là tiêu cực tới thị trường lao động. Bởi vì khi mà thông tin nó không thật về thị trường lao động thì sẽ dẫn đến tình trạng là hoạch định chính sách sẽ sai. Muốn hạn chế tình trạng này thì chỉ có cách là phải luật hóa, từ đó đề ra chế tài xử lý các doanh nghiệp tuyển dụng ảo giống như khi quảng cáo sai sự thật. Tuy nhiên có lẽ chẳng mấy người tin vào hiệu quả của biện pháp không biết bao giờ mới có này. Do đó trước mắt, nếu không muốn mất cả chì lẫn chài, người lao động chỉ còn cách cẩn trọng, tỉnh táo hơn trước những lời mời gọi đường mật từ phía các doanh nghiệp. Sáng nay, chương trình tuyển chọn người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ tiếp tục được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa thành phố Hà Nội sau khi diễn ra tại nhiều địa phương khác trên cả nước. Hơn 1.000 sinh viên tại thủ đô đã có dịp được giao lưu với Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam và cũng là người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng có cơ hội được tham quan khu triển lãm không gian, tìm hiểu thêm những kiến thức mới thú vị về không gian vũ trụ và về quá trình huấn luyện để trở thành một phi hành gia. Thông tin Việt Nam sẽ có một suất để tham gia chuyến du hành vũ trụ đã nóng lên từ nhiều ngày qua trên khắp cả nước. Dù biết cơ hội là rất nhỏ, nhưng từ sáng sớm nay, khu vực diễn ra buổi tuyển chọn sơ loại đã chật kín các bạn trẻ.
với tâm trạng háo hức và hy vọng sẽ may mắn trở thành người thứ hai của Việt Nam bay vào vũ trụ. Và em muốn tham gia để thử sức mình và cũng như là để có thể muốn thử xem mình có thể vượt qua những thử thách của cuộc thi không, và cũng muốn có một chút ước mơ là muốn trở thành người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ ạ. Tại Việt Nam, ban tổ chức và Trung tướng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ sẽ thực hiện cuộc tuyển chọn. Việc bay vào vũ trụ là một điều rất khó, đặc biệt với các bạn trẻ không học tập, làm việc tại môi trường, tổ chức có liên quan đến hàng không hay không gian vũ trụ. Cái yếu tố đầu tiên đó là phải có quyết tâm hay không, đúng không? Nghĩa là muốn bay, nhưng mà muốn bay chưa đủ, là phải có những hai yếu tố tiếp theo đó nữa. Đó là có sức khỏe tốt, và thứ hai là tri thức, nắm được các quy luật của chuyến bay vũ trụ để làm chủ được nó, để điều khiển được con tàu để bay vào vũ trụ. Thế đấy là hai yếu tố hết sức quan trọng của một phi công vũ trụ. Để trở thành một trong 100 người nhận được cơ hội bước tiếp vào vòng 2 của chương trình, các ứng viên phải đạt được yêu cầu về sức khỏe, vượt qua 4 trong 5 thử thách mà ban tổ chức đặt ra, bao gồm bước nhảy không gian, bùng xoay đa chiều, đảo ngược không gian, trọng lực mặt trăng, thăng bằng không gian. Em thấy những thử thách của chương trình Ambro rất hay và thú vị để cung cấp cho sức khỏe và sự khả năng khéo léo của các sinh viên. Hôm nay là có 5 trò chơi nhưng mà mình đã được chơi 3 trò chơi thì mình cảm thấy là trò chơi này rất thú vị và có thể rèn luyện cho chúng ta sức khỏe và sức mạnh cũng như là tinh thần trong những thử thách khó khăn. Ngoài ra, người được lựa chọn bay vào vũ trụ sẽ phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về sức khỏe được đề ra bởi Viện Y học Hàng không. Ngoài ra là các yêu cầu khác về trí tuệ, tâm lý cũng như về khả năng ngoại ngữ. Dù thử thách và yêu cầu tuyển chọn là rất khắt khe, nhưng người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ vẫn luôn có lòng tin vào thế hệ trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng. Giờ tất cả học sinh, sinh viên, thanh niên của chúng ta đều có sức khỏe tốt hơn, tri thức cũng được tốt hơn trước đây. Thì tất cả những yếu tố đó và cộng với lại cái say mê khám phá nữa thì người Việt Nam chúng ta hoàn toàn có đủ khả năng bay vào vũ trụ. Trải qua các đợt tuyển chọn tại 4 thành phố lớn Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, ban tổ chức sẽ lựa chọn 100 người đủ tiêu chuẩn vào vòng 2. Theo ban tổ chức, chuyến bay sẽ được thực hiện vào tháng 1 năm 2014 với sự tham gia của một đại diện đến từ Việt Nam và 21 thành viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Tiếp tục với phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua cho biết nước này và Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc đàm phán cấp chuyên viên cấp cao về chương trình hạt nhân của Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6 tới. Đây sẽ là cuộc gặp ba bên đầu tiên trong vòng 6 tháng qua. Theo kế hoạch, các quan chức đến từ ba nước sẽ thảo luận tình hình gần đây xung quanh Triều Tiên. Quốc gia đã cho thấy dấu hiệu muốn đối thoại với Hàn Quốc hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, đặc phái viên của Mỹ về chính sách Triều Tiên Glenn Davies cũng sẽ có một cuộc gặp song phương với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 6 tại thủ đô Washington. Dự kiến, phía Nhật Bản sẽ cử Vụ trưởng Vụ Châu Á Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama, trong khi Hàn Quốc sẽ cử đặc phái viên về vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Cho Tae-young tham dự cuộc họp. Đây sẽ là lần gặp nhau đầu tiên của ba quan chức kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba hồi tháng 2 vừa qua. Trong tuần qua, lẽ ra hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên sau nhiều năm để làm giảm căng thẳng và nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesŏng. Tuy nhiên, cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ do đôi bên bất đồng với thành phần tham gia đàm phán. Trong khi đó, vòng đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã bị tê liệt từ tháng 12 năm 2008. Cuộc bầu cử tổng thống tại Iran đã chính thức khép lại vào sáng sớm ngày hôm nay, 15 tháng 6, và công tác kiểm phiếu ngay lập tức đã được tiến hành. Theo thông báo mới nhất của Bộ Nội vụ Iran trên đài truyền hình quốc gia Iran, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ứng cử viên Hassan Rouhani theo đường lối ôn hòa đang tạm thời vượt lên dẫn đầu. Theo Bộ Nội vụ Iran, kết quả kiểm phiếu tại 1.631 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước cho thấy ứng cử viên ôn hòa, giáo sĩ Hassan Rouhani, người từng giữ chức thư ký của Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao trong 16 năm, giành được 48,6% phiếu ủng hộ, bỏ ra người đứng thứ hai là cựu thị trưởng Tehran Mohammed Bagher Qalibaf với 15,4% phiếu bầu. Vị trí thứ ba thuộc về nhà đàm phán hạt nhân của Iran, ông Saeed Jalili với 14% phiếu ủng hộ.
Kết quả kiểm phiếu sẽ được Bộ Nội vụ Iran thông báo theo từng giai đoạn trong ngày hôm nay 15 tháng 6. Theo luật bầu cử Iran, để đắc cử Tổng thống, ứng cử viên cần giành được tối thiểu 50% cộng một phiếu bầu. Trong trường hợp không có ai đủ số phiếu, hai ứng viên có tỷ lệ phiếu cao nhất sẽ đối mặt trong vòng bỏ phiếu thứ hai, diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Iran đã diễn ra thuận lợi, không xảy ra bạo lực và không có các cáo buộc gian lận. Sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian bỏ phiếu đã được kéo dài thêm 5 tiếng do số lượng cử tri đi bầu quá đông. Tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Sáng sớm nay, đụng độ đã xảy ra khi những người biểu tình có vũ trang tấn công các tòa nhà của cảnh sát và quân đội ở thành phố Benghazi, Libya. Các nguồn tin cho biết đã nghe thấy tiếng súng hạng nặng và các vụ nổ vang lên gần trụ sở của lực lượng đặc biệt, cách không xa trung tâm thành phố. Lãnh đạo lâm thời của quân đội Libya đã cảnh báo mối đe dọa về một cuộc tắm máu khi bạo động ở thành phố này bùng phát trở lại, một tuần sau khi xảy ra các cuộc đụng độ khiến hơn 30 người thiệt mạng. Đêm qua, một vụ nổ đã làm rung chuyển một nhà máy sản xuất phân bón ở bang Louisiana, Mỹ, khiến một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương, trong đó có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 phút theo giờ địa phương, sau khi một đường ống dẫn khí nitơ bị vỡ ở nhà máy CF Industry của thành phố Donaldsonville ở phía nam bang Louisiana. Hiện chưa phát hiện rò rỉ hóa chất sau vụ nổ. Tại Brazil, khoảng 5.000 người, trong đó có nhiều sinh viên đại học, đã chặn các đường phố lớn và đập phá một số tòa nhà tại thành phố Sao Paulo, khiến giao thông hỗn loạn, hơn 100 người bị thương và gần 200 người bị bắt giữ. Đây là lần thứ tư trong vòng 8 ngày qua, giao thông thành phố bị tắc nghẽn do biểu tình biến thành bạo lực. Các cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm Brazil đang chuẩn bị tổ chức Confederation Cup, giải đấu khởi động cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2014, đã làm gia tăng nhiều mối quan ngại. Còn tại Guatemala, một nhóm vũ trang đã phục kích và giết chết 8 nhân viên cảnh sát trong một thị trấn cách thủ đô Guatemala City khoảng 190 km về phía Tây. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất trong thời gian gần đây ở quốc gia Trung Mỹ này. Cảnh sát hiện không đưa ra bình luận gì về thủ phạm hay động cơ tiềm ẩn của vụ thảm sát. Tuy nhiên, trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống nước này cho biết những kẻ tấn công nằm trong một băng đảng buôn lậu ma túy. Lần đầu tiên gặp gỡ cô gái 26 tuổi xinh đẹp Ayesha Farouk, khó ai có thể tin rằng cô là nữ phi công duy nhất lái máy bay chiến đấu trực chiến của Pakistan. Số lượng nữ giới tham gia vào lực lượng quốc phòng Pakistan đã tăng lên trong những năm gần đây, đã cho thấy phản hồi tích cực sau những thay đổi quan điểm về phụ nữ tại đất nước Hồi giáo này. Gỡ chiếc khăn trùm đầu màu xanh ô liu ra khỏi mũ bảo hiểm, Ayesha Farouk nở một nụ cười tinh nghịch khi được hỏi có cảm thấy cô đơn vì là nữ phi công duy nhất sẽ tham gia chiến đấu của Pakistan hay không. Cô gái trẻ này là một trong 19 nữ phi công của lực lượng không quân Pakistan, nhưng là người duy nhất hiện có đủ tiêu chuẩn để tham gia chiến đấu. Tôi không cảm thấy có gì khác biệt, chúng tôi vẫn tham gia các hoạt động giống nhau như đánh bom trúng mục tiêu hay tham gia các khóa huấn luyện. Các đồng nghiệp nam cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Ít ai biết rằng cô gái 26 tuổi với thân hình mảnh mai này đã từng tranh luận gay gắt với mẹ khi cô nói muốn gia nhập lực lượng không quân cách đây 7 năm. Bởi trong xã hội của cô, hầu hết các cô gái đều không nghĩ tới những việc như điều khiển một chiếc máy bay. Thế nhưng giờ đây, định kiến của xã hội đã ít nhiều thay đổi. Đối với tôi, phi công nam hay nữ đều như nhau, miễn là họ có thể bay tốt, đó mới là vấn đề quan trọng nhất. Các quan chức lực lượng không quân cho biết, chính những áp lực từ gia đình đã ngăn cản nhiều phụ nữ tham gia chiến đấu. Hãng tin Reuters dẫn một thống kê không chính thức cho biết, hiện có khoảng 4.000 phụ nữ đang làm việc trong các lực lượng vũ trang Pakistan, chủ yếu là phụ trách hành chính hoặc y tế. Kiribati, đảo quốc ở Thái Bình Dương, đang đứng trước nguy cơ xóa sổ do nước biển dâng, nay lại phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn thế. Ngoài nguy cơ bị nhấn chìm do biến đổi khí hậu, các nhà chức trách của Kiribati hiện đang đau đầu với bài toán thiếu nước ngọt. Kiribati là quốc gia duy nhất trên thế giới, nằm ở cả hai bên kinh tuyến 180 của trái đất. Đây cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, với tốc độ nước biển dâng 2,9mm một năm như hiện nay, đảo quốc này sẽ biến mất dưới làn nước trong xanh trong vòng 30 đến 60 năm tới. Tuy nhiên, đối với người dân đang sinh sống trên đảo, có những vấn đề còn cấp bách hơn, mối đe dọa lâu dài từ biến đổi khí hậu. Theo một báo cáo của chính phủ, tình trạng thiếu nước ngọt và quá tải dân số đang là gánh nặng đối với hòn đảo vốn có hệ sinh thái mỏng manh.
Nguồn nước máy mà chúng tôi được cung cấp vẫn có thể dùng cho sinh hoạt. Chỉ có điều là nước có mùi clo khá nặng mà không phải lúc nào cũng có nước để dùng. Họ chỉ mở van vài tiếng một ngày. Vị giám đốc bệnh viện cũng cho biết, với tốc độ tăng trưởng dân số gần 6% một năm, Đảo Quốc Nai hiện là một trong những nước có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh cao nhất trong khu vực. Nguyên nhân chính là thiếu nước sạch. Nước rất khan hiếm, nhiều khi có ca sinh mà bệnh viện thậm chí còn chẳng có nước để bác sĩ rửa tay. Lúc đó chúng tôi lại phải mua nước ở ngoài. Những chiếc giếng tự chế như thế này chỉ có thể là giải pháp tạm thời. Bởi nguồn nước bề mặt thường bị ô nhiễm do các chất thải từ người và động vật, dẫn đến nguy cơ bùng phát các dịch bệnh như tiêu chảy. Hiện một dự án xây dựng các nhà máy khử muối nước biển đang được chính phủ cân nhắc. Tuy nhiên, chi phí xây dựng và duy trì chúng sẽ là một thách thức đối với đảo quốc còn nhiều khó khăn về kinh tế. Phòng thí nghiệm bí mật X của tập đoàn Google, nơi ra lò những sản phẩm mới lạ như xe hơi tự lái Google Glass, sắp tới đây sẽ giới thiệu thêm sự ra đời của một thiết bị mới nữa. Tên gọi của sản phẩm lần này là dự án Loon. Về cơ bản là những quả cầu giống như các khinh khí cầu có tác dụng phát sóng Internet ở những nơi xa xôi trên thế giới. Theo đó, người khổng lồ Google có kế hoạch sử dụng khinh khí cầu truyền phát tín hiệu Wi-Fi tại các khu vực mà việc truy cập Internet còn chưa phổ biến. Giải pháp này sẽ được thực hiện tại khu vực Đông Nam Á và ở châu Phi cận Sahara. Bằng cách tiếp nối ở độ cao khoảng 9.000m, những thiết bị này có thể gửi tín hiệu đi xa hàng trăm km theo đường bán kính, có tần số truyền hình không sử dụng. Ở độ cao thấp hơn, tập đoàn Mỹ đang sử dụng các kỹ thuật khác, trong đó có việc lắp đặt trạm thu phát sóng, kết nối với vệ tinh. Hiện 2/3 dân số thế giới, tức là khoảng 4,8 tỷ người, không được dùng Internet. Hầu hết họ đều sống ở những vùng xa hẻo lánh. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng dự án này sẽ đóng vai trò to lớn trong việc kết nối những người không quen biết nhau. Theo một báo cáo, dự án này đã được Google khởi động cách đây 2 năm, trong đó mỗi quả khinh khí cầu sẽ chứa các quả bóng polyethylene và chứa luôn cả thiết bị điện tử, máy tính nặng gần 10kg. Có 30 quả khinh khí cầu đã được Google thử nghiệm trong tuần này và họ sẽ còn triển khai thêm nhiều nữa trong tương lai. 50 người dân ở thị trấn Leeston, New Zealand đã trở thành những người đầu tiên được truy cập vào mạng Internet theo phương pháp này. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin nhật ký cuộc sống ngày 15 tháng 6 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.